Hello, chào mình ạ. Chợ ô tô đầu mối Hải Dương, kênh chuyên kinh doanh, trao đổi cũng như buôn bán những dòng xe từ 4 chỗ đến 7 chỗ đã qua sử dụng, địa chỉ Nam Trung, Nam Sách, Hải Dương, gần cây xăng Minh Hiệp số 2. Xin hân hạnh được chào mừng anh chị quý vị mình đã vào tham gia buổi livestream ngày hôm nay nhé. Rất vui được gặp lại gia đình nhà mình ạ. Và em là Thanh Tùng. Thì bây giờ là khung giờ 8 giờ 3 phút rồi. Em lại xin phép lên sóng báo giá cho anh chị quý vị nhà mình những mẫu xe hiện đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Vâng, cảm ơn tất cả những chị quý vị khách hàng vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay nhé. Đấy, em vừa lên sóng được vài chục giây thôi, nhà mình đã vào xem rồi ạ. Em xin để hai số like trên màn hình. Vâng, hai số like để cho mình ạ, 0347701777 này và 0343540999 này. Rất hân hạnh được phục vụ anh chị quý vị nhà mình ạ. Vâng, chào bác Du Nghĩa này, chào toàn thể khách hàng thân thương nhá. Đây thì em xin phép đây lia một vòng máy quay đây xung quanh chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em ạ, cho mình cùng quan sát này, cùng tham khảo những mẫu xe bên em đang bày bán nhá. Nhà mình ai đang có nhu cầu này, quan tâm những dòng xe nào này, phân khúc bao nhiêu tiền này, hoặc là đang thắc mắc gì về những thủ tục mua bán thì hãy để lại bình luận dưới phần comment xem đi, em được tư vấn cho gia đình ạ. Đây, rất là nhiều đầu xe đây để phục vụ ở nhu cầu anh chị quý vị mình nhá. Vâng, nhà mình đang quan tâm xe nào đi, quan tâm mẫu xe nào, dòng xe nào thì cứ để bình luận đi ạ, để cho em được tư vấn nhá. Vâng, chào bác Vinh xe đạp cỏ này, chào bác Du Nguyễn này, chào bác Trần Thị Thu Hằng này, chào bác Hoan Thanh, chào toàn thể chị quý vị nhà mình ạ. Đây, một vòng chợ ô tô đầu mối Hải Dương đi nhá. Đấy, rất là nhiều đầu xe này, mình tham khảo giùm em đây. Vâng, chào bác Nguyễn Trương này, chào bác Triệu Việt Thái này, chào tất cả anh chị quý vị mình vừa xem buổi livestream này. Cảm ơn gia đình nhà mình rất là nhiều nhá. Đấy, rất là nhiều xe luôn. Vâng, cảm ơn bác Nguyễn Trương rất là nhiều này. Nhà mình ơi, đang xem buổi livestream ngày hôm nay thì hãy hoan hỉ lên. Vâng, cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi, không mất tiền, không mất bạc gì cả. Để những anh chị quý vị nào đang quan tâm những dòng xe đã qua sử dụng này thì hãy đến với em, để em được phục vụ hầu hạ anh chị quý vị nhà mình ạ. Đấy, rất là nhiều đầu xe đây. Sedan 2 đầu này, hatchback 1 đầu này, 7 chỗ này, bán tải này. Đấy, vài chục triệu thôi, đã có xe đi di chuyển rồi. Mình cùng tham khảo giùm em nhé. Đấy, thì em cũng đã đi hết một vòng chợ đấy. Nhà mình cho em hỏi là hình ảnh, âm thanh, ánh sáng này ok chưa nhỉ? Để em xin phép bắt đầu vào buổi báo giá livestream ngày hôm nay cho cả gia mình cùng quan sát nhé. Đây, em xin bắt đầu từ bên này đi. Đấy, xin báo giá từ trái qua phải, là từ trên xuống dưới cho anh chị quý vị mình ạ. Xin chào buổi tối, ok, vâng, chào bác Trần Thị Thu Hằng ạ. Chúc bác Trần Thị Thu Hằng có buổi tối vui vẻ nhá. Qua làn sóng livestream này thì ủng hộ Thanh Tùng bằng 5-7 lượt chia sẻ đấy bác Thu Hằng ơi. Chào bác Thanh Hoa này, chào bác Du Nguyễn. Vâng, thì em xin phép bắt đầu vào báo giá cho anh chị quý vị nhà mình. Vâng, cảm ơn bác Kiên Nguyễn rất là nhiều ạ. Bác Kiên Nguyễn rất là nhiều ạ. Thì ngay sau đây em xin phép đi vào báo giá những dòng sản phẩm bên em đang có cho anh chị quý vị mình cùng tham khảo nhá. Chào bác Tuyền Nương, cho em thiếu một con Vios 2015 được không ạ? Anh à, Vios 2015 thì một vài hôm nữa bên em có nhá. Bác Tuyền Lương cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage em đi. Một hai hôm nữa nó về với 2015 cho bác lựa chọn đấy bác Tuyền Đương nhá. Đây, để bắt đầu buổi livestream này. Đây, một chiếc xe rất là đỏ luôn. Đấy, màu may mắn nhá. Kia Morning 2016 với nước sơn màu đỏ ớt này. 200 triệu đồng cho anh chị quý mình quan tâm. Xe này mang động cơ 1.25 số sàn 4 máy. Đấy, đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 này. La răng đúc lốp láp đẹp sơn si chất, 200 triệu đồng tròn cho anh chị quý vị mình. Kia Morning 2016 ạ. Vâng, chào bác ạ, Đàm Chiến này, chào bác Tuyền Nương này, chào toàn thể anh chị quý mình ạ. Nhà mình ơi, hoan hỉ lên cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi, không mất tiền không bạc gì cả, để lan tỏa buổi livestream nhá. Cảm ơn anh chị quý vị mình ạ. Anh có 300 này, em tư vấn cho anh nè. Rồi, tầm 300 này, em tư vấn cho anh một đầu xe nào là hợp lý nhất anh nhá. Đây này, em
tư vấn cho anh này. Nếu 300 này, đây, ok 300 đây. Toyota Vios bản E 2010 nhá, 245 triệu này, anh tham khảo giùm em này. Đây này. Toyota Vios bản E 2010 này, 245 triệu đồng nhá. Xe này mang nước sơn màu đen rất đẹp đây. Trang bị động cơ VVT-i vô cùng tiết kiệm nguyên liệu này, động cơ 1.5 số sàn, là dáng đúc 4 bánh có phanh đĩa chống bó cứng ABS nhá. Xin nhan dạng Mỹ tích hợp trên gương này. Đấy. Đăng kiểm còn dài này, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023 cơ. Đấy, anh tham khảo giùm em mẫu này nhá. Máy số là keo chỉ này, sơn si, cột kèo còn zin. 245 triệu đồng tư nhân chính chủ này. Đấy là hai đầu tầm 300 triệu nhá. Đấy, em tư vấn tiếp cho anh này, một mẫu một đầu này. Đấy, một đầu tầm 300 triệu đây, anh có nhiều cái sự lựa chọn hơn này. Kia Morning số sàn 2016 này, 255 triệu đồng nhá, 255 triệu đồng này. Đấy. La răng đúc phay 4 bánh này, lốp láp đẹp sơn si chất này. Máy số này keo chỉ cột kèo này, nội thất thì nguyên zin. Đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 10 2022. Bản SI này, bản đủ full kịch này. Trang bị cặp đèn pha đây. Bi cầu này. Xi nhan dạng Mỹ tích hợp trên gương, gương kính cụp xe điện, 255 triệu nhá. Bác tham khảo giúp em chiếc này số sàn này. Đấy. Bên em thì còn một chiếc Kia Morning đời 2019 nữa này. Số tự động thì tạm thời trước đây hôm nay đi công vụ bác ạ. Bác có quan tâm tầm 300 này. Đấy, nhắn tin trực tiếp qua fanpage em này, để lại số điện thoại đi. Để sau buổi livestream này em tư vấn sâu hơn cho anh về những đầu xe 300 nhá. Anh muốn số tự động à? Số tự động có anh nhá. Có chiếc Kia Morning 2018 này, đấy cũng tầm hơn 300 một xíu nhá. 330 triệu anh ạ. Để lại số điện thoại cho em đi, em tư vấn cho. Sau buổi livestream em tư vấn ạ. Còn đấy thì hôm nay tạm thời đi công vụ một chút để không có nhà. Tí mà về, nó về sớm thì em sẽ review chi tiết hơn cho anh ạ. Vâng, chào bác Mạnh Chậu Cảnh này, chào bác Nguyễn Văn Tần này, chào bác Nguyễn Văn này. Chào bác Tuyền Lương này, chào bác Nguyễn Công Dũng. Có Tucson không ạ? Tucson thì tạm thời bên em chưa có anh nhá. Anh tạm ứng cho em xin một lượt like cũng như một lượt theo dõi kênh fanpage của chợ ô tô đầu mối Hải Dương đi ạ. Để làm có đầu Tucson nào thì em sẽ liên hệ trực tiếp với anh ạ. Nhớ anh cho em xin một nút like đi, một nút chia sẻ đi. Để lại số điện thoại cho em đi ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Bên mình có Lacetti Cedric không? Bên em có Lacetti Cedric nhá. Đây, bên em có Lacetti Cedric này. Bạn nào đang quan tâm này, để ý giùm chiếc Lacetti Cedric này. Lacetti Cedric 2010 đăng ký là bánh năm 2011 đấy. Với 300 số động sedan hai đầu đây. Tham khảo em giùm em chiếc này luôn này. Đấy, tham khảo giùm em chiếc CX này. CX 2010 đăng ký là bánh năm 2011 này, biển tư nhân chính chủ ấy. 30 Hà Nội phố nhá. La răng đúc lốp láp đẹp sơn si chất này. Đấy. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều còn sáng còn đẹp nhá. Gương kính cụp xoay điện, xin nhan trên sườn xe này, 255 triệu đồng nhá. Bác tham khảo giùm em mẫu sedan hai đầu đi. Đấy. 255 triệu đồng ạ. Đây, tiếp tục là Lacetti Cedric này. Để cho anh chị quý mình cùng tham khảo giùm em này. Bên em đang có hai đầu Lacetti Cedric nhá. Cửa tiền là 255 triệu đồng này. Đấy, tham khảo giùm em điện gia đình ơi. Vâng, trước máy quay em đây, xin giới thiệu anh chị quý vị mình một mẫu Lacetti Cedric 2010 đăng ký là bánh năm 2011, động cơ 1.6 số tự động đăng ký 5 chỗ ngồi. Sơn si, máy số keo chỉ cột kèo thì còn zin này. Cặp đèn pha trang bị công nghệ, bi cầu siêu sáng siêu đẹp, la răng đúc lốp láp chất, xi nhan trên sườn xe. Bản nhập Hàn xuất Trung Đông 8 túi khí nhá. 8 túi khí thì gửi chị quý vị mình. Đây, cam lùi cam hành trình thì đầy đủ rồi nhá. 255 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng được nữa cho anh chị quý vị mình ạ. Vâng, chào bác Tư Trương, chào bác Lương Nhật, chào bác An An. Chào bác Nguyễn Khắc Song là chào bác Thu Mai. Chào bác Nguyễn Công Dũng, chào bác Hùng Việt, chào bác Mạnh Chậu Cảnh này. Có xe tầm 900 chưa anh cần gấp? Anh ơi, xe tầm 900 thì bên em lại chưa có anh nhá. Thì tầm giá nó khá cao này, đấy. Tiếc quá anh ạ. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều nhá. Chào bác Văn Cường, có con nào màu trắng không? Màu trắng thì rất là nhiều bác Văn Cường ơi. Đây, màu trắng rất là nhiều luôn này. Kia Morning số tự động số sàn 2010 này, đấy. 1.0 màu trắng nhá, em tư vấn luôn cho bác con này tham khảo này. Đấy. Kia Morning nhập Hàn 2010.
Đấy, đăng ký là bánh năm 2011 này. La răng đúc lốp láp đẹp, sơn si chất này. Cặp đèn pha hình trái xoài đây còn sáng còn đẹp. Mà đâu đó còn chỉ có 150 triệu thôi, đúng rồi. 150 triệu nhá. Sản xuất năm 2010 nhập Hàn. Động cơ 1.0. Đấy. Đăng kiểm thì còn rất là dài này. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 nhá. Bác tham khảo giùm em chiếc này này. Đây, em xin quay một vòng xung quanh cho chị quý vị mình cùng quan sát nhé. Tầm 700 triệu, ok anh đợi em một xíu nhé. Anh quay, em quay tổng thể chiếc Morning này cho anh chị quý vị nhà mình cùng tham khảo nhé. Thì em xem là đầu tầm 700 triệu để tham khảo giùm anh này. Đấy, nước sơn màu trắng này, la răng đúc này. Đấy, Kia Morning 2010 nhá. 150 triệu đồng, một mẫu xe nhỏ gọn này. Máy số điện đón rất là lành này. Nhưng bác nào mà vừa mới có bằng lái xong này, muốn bổ túc tay lái này, hoặc là muốn chọn cho mình một mẫu xe nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu, tham khảo chiếc này giùm em. 150 triệu giá còn bớt được. Hơn 200 triệu số động. Hơn 200 triệu cũng có số tự động nhá. Vâng ạ. Đây để em tham khảo cho bác Mạnh Trọng Cảnh tầm 700 này. Đấy. Tầm 700 thì nhà em không có, nhưng chiếc này anh tham khảo giùm em này. 575 triệu nhá. 575 triệu. Outlander 2016 đăng ký vào bánh năm 2018. Động cơ 2.0 số tự động nhá. Nhập khẩu nguyên chiếc Nhật Bản này. Mitsubishi Outlander. Đấy, gầm cao máy thoáng này. La răng đúc lốp láp đẹp này, có phanh ABS này. Vô lăng túi khí tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng này. Xe thì mang nước sơn màu xám xi đây. Rất là mạnh mẽ, rất là đẹp đây. 575 triệu đồng cho anh chị quý mình quan tâm nhá. Bác Mạnh Trọng Cảnh này mà quan tâm chiếc Outlander Mitsubishi này này, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi ạ. Đây, cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. Hai mắt, bốn mắt cảm biến chống va chạm phía sau này. 575 triệu đồng, một bộ SUV gầm cao máy thoáng cho anh chị quý mình đây. Đấy, nhà mình tham khảo giùm em đi ạ. Vâng, chào bác Thu Mai, chào bác Anh Ngọc, chào bác Đào Huỳnh, chào bác Mạnh Trọng Cảnh. Vâng, đấy bác Mạnh Trọng Cảnh nhá, bác tham khảo giùm em mẫu đấy đi. Đang có giá là cao nhất tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương em đấy nhá. Thì em cũng tiện thể giới thiệu luôn này, bác Mạnh Trọng Cảnh một khách hàng vô cùng là thân thiết của chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Bác chuyên kinh doanh các dòng chậu cảnh này, chậu cây cảnh của gia đình cũng như trường học hoặc là công ty đấy. Anh chị quý vị mình có nhu cầu quan tâm này, đấy, liên hệ với anh Mạnh Trọng Cảnh này, địa chỉ An Sơn Nam Sách Hải Dương này. Bên em thì hôm trước cũng mua khá nhiều ở chợ bên anh, rất đẹp luôn. Cảm ơn anh Mạnh Trọng Cảnh rất là nhiều ạ. Vâng, nhà mình ơi, cho em xin 5-7 lượt like đi gia đình mình ơi, 5-7 lượt chia sẻ đi, lan tỏa mạnh lên nhá. Chào bác Cường Bùi Mạnh, 7 chỗ à? Vâng, có 7 chỗ nhá. Đây, bác nào vừa hỏi số tự động hơn 200 đây, tham khảo dưới em mẫu này này. Đấy, em xin tư vấn tất cả những lượt comment của anh chị quý vị nhà mình. Và các bác mà chưa được bình luận đấy thì cứ đợi em một chút đi, em sẽ tư vấn hết những lượt bình luận này cho mình nhà mình cùng quan sát nhé. 210 triệu đồng đây, Genza 2010, máy số này, keo chỉ, cột kèo còn zin nữa, zin đến từng con ốc luôn. Đăng kiểm thì còn rất là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Xe này sản xuất năm 2010, động cơ 1.6 số rộng này. Đấy, bác nào đang quan tâm với dòng số rộng sedan 2 đầu hơn 200 triệu một chút thôi, tham khảo em chiếc này nhá. Giá còn bớt, còn thương lượng cho anh chị quý mình quan tâm. La răng đúc 4 bánh này, đấy, lốp láp thì mới cả dàn này. Vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. Gương kính cụp xoay điện Genza 2010, 210 triệu đồng cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Vâng, chào bác Phạm Văn Dung này, chào bác Thu Mai, chào bác Nghĩa Phạm này. Chào toàn thể anh chị quý vị mình đang xem buổi live stream ngày hôm nay ạ. Vâng, bác Cường, bác Cường Bùi Mạnh này, 7 chỗ à? Đây, có 7 chỗ cho anh nhá. Đây, 7 chỗ đây để em tư vấn cho này. 7 chỗ thì bên em đang có vài đầu Toyota Innova và Vivante nhá. Đây, tham khảo dùm em trước ạ. Innova 7 chỗ trước đi. Đây, vua dòng 7 chỗ đây. Đến từ nhà Toyota đây. Innova 2008 này. Máy số này, keo chỉ sơn si, nội thất theo xe nhá. Từ nhà sản xuất như nào thì ra bây giờ em nó vẫn như vậy à. Xe này mang biển tư nhân chính chủ 34 Hải Dương đây. 4 mùa không ngập lụt này. Đấy, động cơ 2.0 số sàn. Hộp số VVTi vô cùng tiết kiệm nhiên liệu này, ăn đầu đó từ 7 lít rưỡi đến 8 lít trên 100 km đường trường. Chiếc này thì đăng kiểm đến tháng 6 năm 2023 này. Đấy, la răng đúc lốp láp đẹp, có phanh đĩa ABS này. Cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. Anh chị quý vị nào mà đang muốn chọn cho mình một chiếc 7 chỗ nhá. Đấy, một chiếc 7 chỗ, tham khảo em chiếc này đi. Tham khảo em chiếc này này. Đấy,
còn rất là đẹp luôn, giá còn bớt còn thương lượng cho gia đình nhà mình. 265 triệu đồng bao rút hồ sơ này. 2010 trở lên tự động cơ à? Ok anh, để em tham khảo cho anh 2010 trở lên và tự động nhá. Chào anh Kem này, chào toàn thể chị quý vị mình. Bác Bùi Cường ơi, có những yêu cầu là đấy, yêu cầu là giá cả bao nhiêu nhắn tin trực tiếp qua Facebook cho em nhá. Để em tư vấn sâu hơn cho anh sau buổi livestream này này. Vì trên buổi livestream thì cũng rất nhiều anh chị quý vị mình đang quan tâm nhá. Em xin phép dành thời gian cho mỗi anh chị từ 5-7 phút, làm sao cho tất cả những ai đang quan tâm này em cũng được tư vấn trên buổi sóng livestream này, cho cả gia mình cùng ưng ý nhá. Vâng, chào bác Khôi Minh này, chào bác Khắc Dũng Sơn Hòa, chào bác Huy Văn Dương. Ok, cảm ơn những lượt like của bác Ngoan Thanh này, chào bác Trần Đạt, chào bác Bùi Mạnh Cường. Kazen 7 chỗ tự động, Kazen 7 chỗ tự động thì tạm thời bên em lâu quá, lâu lắm rồi cũng chưa bắt được con Kazen 7 chỗ số tự động nào. Anh tham khảo giùm em chiếc Vivante đi. Đây, chiếc Vivante này 7 chỗ số tự động này. Anh tham khảo giùm em này. Đây, Vivante 7 chỗ số tự động 2008 đây. 193 triệu đồng, máy số keo chỉ sơn si còn chất còn đẹp. Đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 này. Tư nhân chính chủ Hải Dương này, đấy. Không dịch vụ, không taxi nhá. Nhưng mình tham khảo dùm em này, bác Cường tham khảo dùm em chiếc 7 chỗ nhá. Đấy, cam đùi, cam hành trình đầy đủ rồi. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này, đấy. Tham khảo cho em chiếc này này. 193 triệu đồng, 2.0 số tự động, giá còn bớt, còn thương lượng được cho anh chị quý vị mình ạ. Vâng, chào bác Dũng Trương vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay này. Chào bác Nguyễn Tuyên này, báo giá cho anh con đấy là con nào anh ơi? Vâng, con đấy là con nào anh nhỉ? Vâng, chào bác Minh Tân KTT, chào ông chủ. À vâng, em cảm ơn anh rất là nhiều nhá. Vâng ạ, chúc anh Minh Tân KTT vừa xem buổi livestream ngày hôm nay này, có một buổi tối vui vẻ này. Qua làn sóng livestream này thì hãy chọn em những mẫu xe ưng ý anh ơi. Cho xem Kia đi anh. Ok anh, có Kia gia đình nhà mình ạ. Vâng, chào bác Hùng Lê. Mazda 3 màu xanh. Mazda 3 màu xanh thì tạm thời bên em chưa có anh nhá. Bên em đang có một chiếc Mazda 626 màu đen anh ạ. Đấy, để em xem tư vấn những dòng Morning cho nhà mình cùng quan sát nào. Đấy, chiếc Morning này, Kia Morning này. Đầu của livestream em đã tư vấn cho gia đình nhà mình này. 155 triệu đồng này. Đấy, hatchback một đầu tập lái cho anh chị quý vị mình nhá. Đấy, máy số keo chỉ sơn si còn chất này. Đấy, ngay buổi đầu livestream em đã tư vấn rồi này. Cạnh chiếc đó thì có chiếc Kia Morning 2016 này. Số sàn động cơ 1.25 này. Đấy, cặp đèn pha và cặp đèn gầm phá xương này. Trang bị công nghệ này, bi cầu siêu sáng siêu đẹp vô cùng hiện đại này. La sáng đúc phay 4 bánh, có phanh đĩa ABS này. Xin nhan trên gương này, gương kính cụp xòe điện nhá. 255 triệu đồng. Vâng, và anh kèm quay Morning màu đỏ à? Đây, có Morning màu đỏ đây. Đấy, trả lời tất cả những yêu cầu anh chị quý vị mình này. Đây, Morning màu đỏ đây, 200 triệu đồng. 2016 bản tiêu chuẩn này, nhưng được độ lên la sáng đúc này, lốp lát này mới cả dàn. Sơn si máy số keo chỉ thì còn chất còn đẹp, côn số ngọt ngào, nội thất sạch sẽ thơm tho rồi. Đăng kiểm thì còn rất là dài này. Đấy, tháng 11 năm 2022 này. Tham khảo dùm em đi gia đình ơi. Mỗi người cho em xin 57 lượt like đi. 57 lượt like này, 57 lượt chia sẻ này, để lan tỏa buổi livestream này hơn nhá. Vâng, nếu mà hôm nay này buổi livestream này chạm đến mốc 150 người xem đi. Đấy, đặt có đến thế thôi, đặt ít thôi. Giảm ngay 5 triệu đồng một đầu xe, giá còn bớt, còn thương lượng được nữa cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Vâng, chào bác Tư Trương này, chào đại gia đình nhà mình ạ. Chào bác Dũng Trương, xe đẹp quá anh. Vâng, cảm ơn anh Dũng Dũng Trương rất là nhiều này. Chúc anh Dũng Trương này cũng như gia đình có sức khỏe này. Một buổi tối hôm nay thì vô cùng vui vẻ nhá. Qua làn sóng livestream này thì hãy chọn em những đầu xe đi anh Dũng Trương ơi. Ok, đời Trương ý à anh Cường ơi. Lập tức like và theo dõi fanpage của em đi. Để lại số điện thoại cho em Tùng nhá. Lao có đầu xe là 7 chỗ này, cao hơn một chút này, em sẽ gọi điện cho anh Điền ạ. Cảm ơn rất là nhiều này. Có i10 sedan không? i10 sedan đây. i10 sedan ngay có luôn cho anh nhé, tham khảo giùm em này. i10 sedan 2015 này, đấy, bản bay, động cơ 1.2. Số sàn đăng ký 5 chỗ ngồi đây. Máy số keo chỉ còn chất còn đẹp nhá. 245 triệu đồng này. Đấy, 245 triệu đồng cho anh chị quý vị này. Giá bao rút hồ sơ này. Đấy,
Anh Cường tham khảo em mẫu sedan 2 đầu Hyundai i10 nhá. Tư nhân chính chủ này 98 Bắc Giang đây. Đấy. Rất là đẹp luôn, nước sơn màu trắng này. 245 triệu đồng ạ. Chào bác con. Chào bác Nguyễn Quang Quý, hôm nọ hỏi chú mà không thấy chú trả lời. Vâng thì có thể là lượt bình luận nó nhiều quá, nó trôi em chưa kịp để ý nhá. Xin lỗi anh Nguyễn Quang Quý ạ. Đấy hôm nay anh để lại comment đi, để lại comment cho em đi ạ, để em trả lời anh luôn nhá, trên buổi bước sóng luôn ạ. Chào bạn, chào anh Văn Cường, cho anh xem con biển 5192398. À đây anh ơi. Đây. Đấy. 5195 đây, nó đây còn gì ạ? Đây sedan hai đầu đây, i10 đây. Đây để em quay phần nội thất bên trong cho anh rõ nét hơn nhá, có cái nhìn tổng thể hơn về em nó này. Đấy, nội thất bên trong đây. Vô lăng ba chấu này, nội thất ghế da hai tông màu đen lâu này. Đấy. Màn hình OLED cỡ lớn này, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị mình nhá. Đây, giá là 245 triệu đồng. Đấy. Giá liêm yết tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương 2015 nhập ấn, động cơ 1.25 số sàn này. Đấy, trên táp lô thì được giải một lớp thảm cách nhiệt đây, vô cùng đẹp luôn. Đấy, táp lô thì không khoan độc để vô cùng nhẵn nhụi này. 245 triệu đồng, giá còn bớt, còn thương lượng cho anh chị quý vị mình quan tâm. Trước này thì buổi tối em vừa mới đăng video review chi tiết rồi nhá. Nhà mình cần xem chi tiết hơn này, vào trang fanpage của chợ ô tô đầu mối Hải Dương cho em xin một lượt like, một lượt tim video đi. Cảm ơn chị quý mình rất là nhiều ạ. Moa Linh và i10 tầm tài chính 200 đúng không? Đây. Đây tầm 200 đây. Moa Linh 216 này, đấy, bản SI số sàn bản đồ này. 255 triệu đồng thì em đã tư vấn cho gia đình rồi này. Đấy, em tiếp tục tư vấn cho anh tiếp tục những đầu Moa Linh và i10 này. Tầm 200 triệu nhá. Đây, tiếp tục đây. Moa Linh 216 này, đấy. Moa Linh 216 này, 215 triệu đồng. Tham khảo giùm em nhé. Đấy, 1.25 số sàn 4 máy. Đấy, đăng ký đăng kiểm còn dài đến tháng 12 này. Cho giá luôn anh bớt bao nhiêu? Ok. Anh mà ưng ý con này để lại luôn cho anh trên bước sóng livestream này, bớt ngay 10 triệu cho anh này. 230 triệu nhá. 230 triệu cho anh nhá. Đấy, nhắn tin trực tiếp qua fanpage em đi. Có Moa Linh màu đỏ dưới 120 triệu không? Moa Linh màu đỏ dưới tầm dưới 120 triệu thì tạm thời bên em chưa có anh ơi. Đây anh chị quý mình đang quan tâm Moa Linh nhá. Đấy, đang quan tâm Moa Linh. Tham khảo giùm em này, em xin giới thiệu tất cả những đầu Moa Linh bên em đang có, gia đình mình cùng tham khảo này. Kia Moa Linh 216 màu vàng, 1.25 số sàn, 200 triệu đồng tròn. Đấy. Bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị nhà mình. La răng đúc lốp láp đẹp, đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Nội thất ghế da hai màu đen đỏ nhá. Đấy. Nội thất ghế da bên trong đây, mình quan sát cùng em này. Ok bác Quang Hợp ơi, quay kỹ Moa Linh 10 biển 15. Ok bác Quang Hợp đây. Đấy, nội thất ghế da hai màu đen đỏ này. Vô lăng hai chấu này, màn hình OLED cỡ lớn này. Phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho quý vị nhà mình này. Đây, quay LED con Moa Linh biển 15 cho bác Quang Hợp đang quan tâm này. Cho em xin 57 lượt chia sẻ bác Hợp ơi. Đây đúng không? Biển 15 đấy bác Hào ơi. Kia Moa Linh 2016 đăng ký làm bánh năm 2017. 215 triệu đồng, 1.25 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. La răng đúc lốp láp đẹp, máy số keo chỉ sơn xi còn chất này. Đấy, nhà mình cùng quan sát em này. Đấy. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều nhá. Còn sáng còn đẹp này, không có dấu hiệu bóng mờ do xương do nhiệt này. Đấy, em quay một vòng cho nhà mình cùng quan sát luôn. Đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023 này. Tay lắm cửa này, đấy, hốc để tay vào này, viền chân kính thì được bọc lốp rất đẹp luôn. Có vè che mưa trên cao này. Đăng kiểm dài, máy số keo chỉ chất, nội thất thơm tho, mang về sẵn đi sẵn sử dụng này, 215 triệu đồng. Gọi điện thoại trực tiếp đi, giá còn bớt được nữa cho gia đình mình quan tâm nhá. Đấy, bác Quang Hợp còn quan tâm chiếc nào không nhỉ, để Thanh Tùng tư vấn luôn cho bác Quang Hợp cùng như toàn thể chị quý vị mình trên ba miền Tổ quốc đang xem buổi livestream này hôm nay để cùng tham khảo ạ. Vâng, cảm ơn gia đình mình rất là nhiều. Vâng, chào bác Thành Công Nguyễn, chào bác Tuấn Nguyễn này, chào bác Lương Nhật, chào bác Đạt Võ này.
Chóc lưu ký này, ok. Nhưng bác nào mà em chưa gửi lời lời chào đấy nhá, thì cho em xin gửi lời chào đến toàn thể anh chị quý mình đang xem buổi livestream này hôm nay. Chúc gia đình mình có sức khỏe, một buổi tối vui vẻ, và hãy chọn cho mình những mẫu xe ưng ý để phục vụ bản thân cũng như gia đình nhà mình ạ. Đây, em xin quay lần lượt đi, quay lần lượt những đầu xe cho nên mình cùng có thể quan sát nhá. Đấy, quay lần lượt để cái góc máy nó đỡ lắc hơn này, đỡ dập dình hơn để mình cũng dễ quan sát này. Hyundai Grand i10 2014 đăng ký lên bánh năm 2016 mà chỉ có 240 triệu đồng thôi, thì mình tham khảo cùng em nhé. Bản đồ phun kịch la răng đúc lốp láp đẹp, phanh đĩa ABS, trang bị hai bánh trước, hỗ trợ phanh tăng chấm hai bánh sau. Đây, xin nhan dạng mí tích hợp trên gương, gương kính cụp xòe điện, vô lăng túi khí tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng này. Đấy, cam lùi cam hành trình thì đầy đủ rồi, đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 3 năm 2023. Máy số đây, máy số này, côn số thì vô cùng ngọt ngào nhá. Đề lỗ startup này, đầu đài màn hình theo xe. Đấy, 240 triệu đồng, nhà mình tham khảo dùm em chiếc Kia, chiếc Hyundai Grand i10 2016 này ạ. À 2014 đăng ký năm 2016 này ạ. Đây em xin cứ review một vòng một lần lượt cho thì mình cùng dễ quan sát hơn này. Đây. Lancia City 2010 đăng ký là bánh năm 2012, 196 triệu đồng nhá. Sedan hai đầu phân khúc hạng B, đăng kiểm còn rất là dài này, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. 1.6 số sàn tư nhân chính chủ cùng dịch vụ taxi. Tham khảo giùm em một mẫu sedan hai đầu, xe gia đình này đi gia đình mình ơi. 196 triệu đồng giá còn bớt, còn tham khảo thêm cho gia đình mình nhá. Vâng, chào bác Phạm Trường này, chào bác Lũ Kỳ, chào bác Hồng Xuân Trần, chào bác Mai Lê, chào toàn thể anh chị quý vị mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay ạ. Hoan hỉ lên, vui vẻ lên gia đình ơi, cho em xin 57 lượt chia sẻ đi. 57 lượt chia sẻ lên trang cá nhân cũng như hội nhóm này. Không mất tiền, không mất bạc, và để lan tỏa buổi livestream này hơn. Để những anh chị quý vị nhà mình đang có những thắc mắc và vướng mắc này, đang muốn tìm cho mình những dòng xe 4 đến 7 chỗ mà chưa biết có địa chỉ nào này, đến với em, Nam Trung, Nam Sách, Hải Dương. Đấy, gần cái xăng Minh Hiệp số 2, xe ô tô đầu mối Hải Dương, để chọn cho mình những mẫu xe ưng ý nhất nhá. 135 triệu đồng tiếp theo đây, gửi đến gia đình nhà mình một mẫu xe sedan hai đầu, Genta 2008 đăng ký là bánh năm 2010, tư nhân chính chủ 14 Quảng Linh đây. Đấy, la răng đúc sơn si đẹp, cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều, đăng kiểm thì còn khá là dài này. Tháng 11 năm 2022, cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. Tham khảo tiếp em mẫu này nhá, sedan hai đầu phân khúc hạng B, hơn 100 triệu đồng một chút thôi. Đây, cạnh hai mẫu sedan này đầu này, tiếp tục giới thiệu đến gia đình nhà mình hai mẫu hatchback một đầu đến từ nhà Hyundai. Hyundai Grand i10 đây. Đấy, một chiếc bản đổ phun kịch này và một chiếc bản bay nhá. Anh em, các anh chị quý vị nhà mình đang có quan tâm đến tầm tiền bao nhiêu này, đấy, công năng sử dụng như nào này, tham khảo giùm em mẫu này này, một chiếc bản đổ và chiếc bản bay tiêu chuẩn này nhá. Bản đổ 2014 đăng ký lăn bánh năm 2017, động cơ 1.1 số sàn. Đấy, 5 chỗ ngồi đây, nội thất ghế da hai màu đen đỏ này, đăng kiểm thì còn miên man. Tháng 6 năm 2023 này, gương kính cụp xoay điện xin nhan trên gương. Đề lỗ startup, vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển này. Cam lùi cam hành trình thì đầy đủ rồi này, trang bị cả bốn mắt cảm biến chống va chạm phía sau này. Đấy, tạo cái điều kiện thoải mái và vô cùng an toàn cho anh chị quý vị mình di chuyển lùi nhá. Đây, mắt cảm biến lùi phía sau đây, bốn mắt luôn. Xung quanh các lớp kính này thì đọc phim cách nhiệt 3M, tạo cái điều kiện vô cùng là mát mẻ và êm ái cho anh chị quý vị mình di chuyển trên điều kiện thời tiết lắng lóng miền Bắc nhá. 37, 38 độ C đấy, mà chỉ có 230 triệu đồng thôi gia đình ạ. 230 triệu đồng Hyundai Grand i10 bản đồ này. Đấy, thấp hơn một chút này. Đấy, 240 triệu đồng này. Chiếc này thì đời 2016 cả gia đình nhá. Hyundai Grand i10 2016 này. Đấy, bản bay bản tiêu chuẩn 240 triệu đồng. La răng đúc lốp láp đẹp. Đấy, sơn si máy số đấy, nội thất nguyên bản 240 triệu đồng, đăng kiểm thì còn khá là dài. Tháng 11 năm 2022, xin nhan trên sườn xe nhá. 5 chỗ ngồi đây, form dáng nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu, động cơ 1.0. Tham khảo giùm em hai chiếc này này. Đấy, bản đồ và bản tiêu chuẩn, tham khảo giùm em đi gia đình ơi. Đấy, tiếp tục báo giá lần lượt những sản phẩm hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy,
chào bác Nguyễn Nhất này, chào bác Sơn Đình, chào bác Nguyễn Đình Nga, chào bác Nguyễn Quang Quý này. Nhưng anh chị quý vị là khách hàng mà hôm nay là buổi đầu tiên mà xem buổi livestream ngày hôm nay, cho em xin một nút like cũng như một nút theo dõi kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Cảm ơn anh chị quý mình rất là nhiều nhá. Vâng, chào bác Nguyễn Tuấn ạ. Trước máy quay em đây, xin giới thiệu anh chị quý vị mình một dòng xe đến từ Nhật đây. Mazda 626-2005, đăng ký vào năm 2007, động cơ 2.0 số sàn, 5 chỗ ngồi sedan 2 đầu. Đấy, màu đen rất đẹp luôn. Xin nhan thì được tích hợp trên sườn xe này, na răng đúc 4 bánh, có phanh đĩa chống búa cứng ABS nhá. Đấy, sơn si liền lạc này, máy số keo chỉ này, cột kèo này còn zin. Nội thất ghế da theo xe đây, nội thất ghế da tông màu ghi đây. 145 triệu đồng thôi anh chị quý vị mình nhớ, 145 triệu đồng này. Tham khảo rồi em chiếc này này, Mazda 626, đấy, thương hiệu đến từ Nhật này. Vâng, như anh chị quý vị nào mà đang xem buổi livestream này hôm nay này, để lại bình luận mà có lỡ mà Thanh Tùng chưa trả lời được, nhắn tin trực tiếp qua fanpage em, tư vấn trực tiếp và sâu hơn cho anh chị quý vị nhé. Vâng, cảm ơn anh chị quý vị đang quan tâm rất là nhiều này. Thì hôm nay bên em có về một chiếc Kia Morning mới đây. Chiếc này thì em chưa lên sóng, thì em xin báo giá gia đình mình luôn. Kia Morning 2010, động cơ 1.0 số động, đăng ký 5 chỗ ngồi, sản xuất tại Việt Nam. Đấy, với nước sơn màu sáng bạc rất là đẹp đây. Đấy, các bác nữ nào mà đang vừa có bằng này, đấy, tập lái vừa xong này, đấy, tham khảo cho em chiếc này để bổ túc tay lái đi. La răng đúc lốp láp đẹp, có phanh đĩa ABS này. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện. 205 triệu đồng Kia Morning 1.0 số tự động nhá. Máy số keo chỉ còn chất còn đẹp này. Đăng kiểm còn khá là dài. Đăng kiểm đến tháng 10 năm 2022 này. 205 triệu đồng cho anh chị quý mình. Vừa rồi là khá là nhiều đầu xe tầm loanh quanh 250 triệu này. Đây, tiếp theo đây này, cao hơn một chút nhá. Tư vấn anh chị quý vị nhà mình một khoa khôi hoa hậu cho ô tô đầu mối Hải Dương đây. Kia Rio 2015, đăng ký vào năm bánh năm 2018, 1.4 số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc nhá. Tham khảo rồi em chiếc này này. Sedan 2 đầu phân khúc hạng B này. Nhưng nói về nội thất cũng như sự đồm chắc nhá, thì không chiếc nào ăn lại luôn. Không chiếc nào ăn lại em luôn nhá. Đây, form dáng này, thiết kế bên ngoài thì vô cùng là tinh tế này. La răng đúc zin 4 bánh, lốp lát thì còn mới còn đẹp, có phanh đĩa ABS. Gương kính cụp xoay điện, xin nhan đây, xin nhan dạng Mỹ này. Hình lá liễu đây, tích hợp trên gương này. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Đấy, mặt ga lăng mũi hổ thì vô cùng là quen thuộc của dòng Kia rồi. Đăng kiểm thì còn rất là dài. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Đây, em xin quay phần nội thất bên trong này. Nào mình cùng đẩy em phần nội thất bên trong em nói nhé. Đấy, nội thất bên trong màu ghi rất là đẹp luôn. Trần này, trần thì vẫn là trần lỉ này. Trần thì vẫn là trần lỉ. Đây, lớp bọc ni lông zin nguyên bản ở nhà máy nhá. Trần lỉ này. Cái túi ni lông cũng là zin của nhà máy theo xe luôn gia đình ạ. Chủ dùng vô cùng giữ gìn luôn. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí an toàn này, các nút điều khiển, các nút glue control trên vô lăng. Đấy. Táp lô đây, táp lô rất đẹp luôn. Đầu đài màn hình theo xe này, trang bị cả cổng AUX USB, cổng nguồn 12V. 405 triệu đồng Kia Rio, được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. 1.4 số lượng nhập Hàn nguyên chiếc nhá. Tham khảo giúp em chiếc này gia đình ơi. Đấy, anh chị quý vị nào đang quan tâm dòng tài chính tầm 400 triệu lẻ này, quan tâm cho em chiếc này, giá bao rút hồ sơ còn bớt được nữa nhá. Vâng, chào bác Nguyễn Huy Hiền này, chào bác Trần Tuân Trần, chào bác Hải Lê, chào bác Phạm Tùng, chào bác Đức Lương này, chào bác Nguyễn Nhất, chào bác Sơn Đình. Chào toàn thể những anh chị quý vị mình trên ba miền tổ quốc đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Cho em gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc chân thành nhất đến chị quý vị nhà mình ạ. Hoan hỉ cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi cả nhà mình nhá. ASEAN 209 1.4 số sàn nhập Hàn đây, nhà mình cùng tham khảo rồi em một chiếc này nhá. Một chiếc sedan hai đầu này, mang nước sơn màu bạc rất đẹp luôn. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Đấy, xin nhan trên sườn xe. La răng đúc lốp láp đẹp, 160 triệu đồng nhá. 160 triệu đồng cho chiếc ASEAN 209 này này. Các bác nào đang muốn chọn cho mình một mẫu xe tầm 170 triệu đến từ nhà Hyundai này, máy số keo chỉ còn chất còn đẹp, nội thất thơm tho, điều hòa 2 chiều rất buốt luôn. ASEAN 209, tham khảo dùm em với gia đình ơi. Mũi thi. Đấy. Đầu rất là nhiều đầu xe đây. Đấy, đằng trước rồi đúng không?
Đây, review từ đằng trước đến đằng sau và từ đằng sau đến đằng trước gia đình mình nhá. Toyota Innova 208 này rồi, báo giá rồi này. Đây, Toyota Innova 207 nhá, tham khảo dùm em này. Toyota Innova 207 2.0 số sàn 8 chỗ ngồi đây. La răng đúc lốp láp đẹp 175 triệu đồng cho anh chị quý vị nhà mình nhá. 175 triệu đồng ạ. Đăng kiểm còn khá là dài. Tháng 11 năm 2022. Đấy. Hai mẫu Toyota Innova bên em đang có đây. Bác nào đang quan tâm đến dòng ở 7 chỗ này, vua 7 chỗ Toyota Innova này. Máy số điện đóm thì dễ để bảo trì bảo dưỡng này. Nội thất thì rộng, nhất phân khúc 7 chỗ. Điều hòa của Nhật thì không phải bàn rồi. Đấy, 265 triệu đồng bản G và 175 triệu đồng bản tiêu chuẩn. Giá còn bớt còn thương lượng cho những khách hàng thân thương nhé. Cạnh hai mẫu Toyota Innova rồi, tiếp theo đây, giới thiệu đến gia đình một chiếc xe gia đình đây. Tiếp tục đến đình nhà Toyota, chiếc Vios 2010, động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi nhá. La răng đúc tăm thì được trang bị 4 bánh này, nốp lát thì còn mới, xi nhan trên gương này, tay nắm cửa này, viền chân kính thì bọc lốc này, rất là đẹp, điểm nhấn trên tông màu đen nhá. Vè che mưa thì được bố trí trên cao này. Đấy, đăng kiểm thì còn rất là dài. Tháng 1 năm 2023, nội thất ghế da, điều hòa long lạnh 2 chiều rét buốt luôn. 195 triệu đồng, cho gia đình mình cùng tham khảo này. 195 triệu đồng xin lỗi gia đình ạ, cho gia đình mình cùng tham khảo nhá. Vâng, chào bác Lê Sen này, chào bác Phạm Tùng. Vâng, chào bác Thanh Bình. Chào bác, vâng, công ty rất nhiều xe đẹp, toàn xe đẹp. Vâng, cảm ơn bác Lê Sen rất nhiều này. Phải là xe đẹp này, xe chất này, phù hợp giá cả thì bên em mới dám mang về để phục vụ anh chị quý vị mình ạ. Cam kết đến đầu xe bên em này, không đâm đụng, không thủy kích gầm nước, cũng như là không vướng mắc một chút vấn đề về làm pháp lý nhá. Cam kết trên văn bản giấy tờ, trên giấy trắng mực đen gia đình của mình, nếu sai đổi trả 1:1 này, không ương nữa, hoàn lại tiền 100% cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Chưa tín được đặt lên hàng đầu tại chỗ ô tô đầu mối Hải Dương. Cạnh hai mẫu xe này, Innova và Vios huyền thoại của dòng Toyota này, giới thiệu anh chị quý vị mình một mẫu xe nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu này. Đấy, nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu. Đến đây nhà Hyundai đây, Getz 2009, đăng ký là bánh năm 2010. Tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu đây, biển vẫn 4 số nhé, nhà mình tham khảo dùm em này. Đấy, đăng kiểm thì còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 10 năm 2022. Sơn si, máy số keo chỉ thì còn chất còn đẹp nhá. Em xin quay phần nội thất bên trong cho gia đình mình cùng quan sát này. Đây, phần nội thất bên trong đây. Nội thất ghế lỷ và chân lỷ zin nguyên bản cho xe đây. Đấy, anh chị quý vị nào mà biết đấy, đấy, một chiếc xe đời 2010 mà giữ được hệ thống nội thất bên trong ghế lỷ này vô cùng giữ gìn luôn, rất là có giá cho gia đình ạ. Vô lăng ba chấu này, tích hợp túi khí toàn trên vô lăng này, gương kính cụp xe điện đây, chỉnh điện đây, 135 triệu đồng. Đấy, nhà mình cùng tham khảo giùm em nhé. Giá còn bớt còn thương lượng là cho anh chị quý mình chiếc Hyundai hết nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu ạ. Vâng, chào bác Tuấn Duyên, chào bác Nguyễn Tuấn này, chào bác Đức Lương, chào bác Đinh Hữu Nghệ này, chào bác Tạ Văn Tình, chào bác Đỗ Biên, chào toàn thể anh chị quý vị những khách hàng thân thương của Thanh Tùng nhá. Cảm ơn anh chị quý mình đang xem buổi livestream rất là nhiều này. Cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi, hoan hỉ lên anh chị quý vị mình ơi. Không mất tiền, không mất bạc gì cả nhá, cứ chia sẻ nhiều đi. Đấy, chia sẻ thật nhiều lên, lượt chia sẻ, lượt tin, lượt thả like càng nhiều này. Đến với em đi, chỉ cần bảo là anh có quan sát buổi livestream của chợ ô tô đầu mối Hải Dương, thích mẫu này, ưng mẫu này, đến với em. Bớt ngay cho anh chị quý vị mình 5 triệu đồng. Đấy, giá bớt 5 triệu nhá. Không phải bớt 5 triệu không đâu, giá còn bớt, còn thương lượng nữa. Cạnh mẫu Hyundai Getz 2009 vừa rồi, tiếp theo đây giới thiệu anh chị quý vị mình 115 triệu đồng thôi. Tôi thích Lacetti 2008 này nhá. Đây, 115 triệu đồng thôi gia đình ạ. Vâng, cảm ơn các bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay này. Cố chia sẻ cho em xin 12 người nữa đi. Tròn 150 mắt đang xem này, giảm giá 5 triệu đồng luôn cho anh chị quý vị mình đang quan tâm mẫu xe nào có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Giảm giá 5 triệu, giá còn bớt còn thương lượng này. Đấy, 145 rồi này. Đấy, 145 rồi này. Xin 5 mắt nữa thôi. Để tròn 150 đi cả gia đình ơi. Cảm ơn gia đình rất là nhiều này. Đấy. Cạnh mẫu Lacetti 115 triệu đồng vừa rồi. Tiếp theo đây giới thiệu đến chị quý vị nhà mình một chiếc Morning này. Morning 209, động cơ 1.0 nhập Hàn nhá, với cửa rèn 195 triệu đồng thôi. Và những bác nữ nào mà đang muốn bổ túc tay lái này, vừa có bằng này, tham khảo dùm em chiếc này đi ạ.
Số tự động này rất là dễ đi, dễ điều khiển này, nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu vô cùng luôn. 1.0 ạ. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều này. Đây thì hàng cuối này thì em cũng review hết rồi này, hết một lượt hàng cuối rồi này. Đây xin sang bên tay trái bên này đi. Đấy, nhà mình cứ tham khảo giùm em đi. Đấy, chưa mua được thì cũng cứ tham khảo, cũng cứ xem đi. Cứ ủng hộ em đơn giản thôi, 5-7 lượt like, 5-7 lượt chia sẻ thôi mà. Không mất tiền, không bạc gì đâu cả gia đình ạ. Cảm ơn anh chị quý mình rất là nhiều nhá. Chiếc máy quay của em đây, xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một mẫu xe số tự động nhập Hàn đời 2009 đấy ạ. Genta X màu sơn xám bạc rất đẹp đây, em rất thích màu này nhá. Đây, la răng đúc lốp láp đẹp này. Đấy, sơn xi chất, xin nhan trên sườn xe, gương kính cụp xòe điện, đăng kiểm còn dài. Tháng 11 năm 2022. Đấy, nhập Hàn 1.2 số động. Đấy, trang bị cả option cửa số lóc trên cao này. Đấy, cả option cửa số lóc trên cao nhá. Tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi, 235 triệu đồng. Tham khảo dùm em nhé, giá hứa cho gia đình mình này. Còn bớt nữa nhé, còn bớt sâu nữa, còn thương lượng. Genta X 2010. Đấy, em xin quay một vòng cho anh chị quý mình cùng tham khảo đây. Vô lăng thì 4 chấu này, tích hợp túi khiến toàn trên vô lăng này. Và các nút điều khiển này, đầu đài màn hình theo xe, điều hòa auto nhé, 245 triệu đồng. Sấy gương, sấy kính thì đủ cả rồi nhé. Đấy, nội thất đây. Đây, em xin phép nghỉ một xíu này, uống cốc nước để tiếp tục phục vụ anh chị quý vị mình ạ. Vâng, chào bác Thanh Hiền này. Chào bác Tạ Văn Tình, chào toàn thể anh chị quý vị này. Ok. Kiếm tiền thì chưa giờ dễ hơn nhá. 147 mắt rồi, cho em xin 3 mắt đi. Giảm giá 5 triệu đồng một đầu xe cho gia đình nhá. Giảm giá 5 triệu đồng này. Tiếp tục báo giá này gia đình ơi. Vera 2009, đăng ký là bánh năm 2011. Động cơ 1.4 số sàn đây. Nước sơn màu trắng nhá. Tham khảo giùm em là một chiếc sedan hai đầu rất đẹp đây. Tư nhân chính chủ 99 này, quê hương Bắc Linh, quê hương Quan Họ trước tỉnh này. La răng đúc lốp đáp đẹp này. Đấy. Cam 360 thì đầy đủ rồi. 160 triệu đồng cho anh chị quý mình cùng tham khảo nhá. Đấy, 160 triệu đồng này. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ này. Trên cao trang bị cả đây. Vây bắt sóng cam mập đây, rất đẹp, rất là khỏe khoắn luôn. 160 triệu đồng gia đình ạ. Đây, sedan 2 đầu. Sơn xi, máy số keo chỉ thì còn chất còn đẹp nhá. Còn bớt nữa gia đình mình ạ. Vera này, đây. Cạnh chiếc Vera thì em xin giới thiệu anh chị quý mình Toyota Vios 2010 đây. Toyota Vios 2010 đây. Màu sơn rất đẹp nhá. Đấy, màu sơn vàng cát này đây, rất là lịch sự luôn. Xe đấy mang động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Cờ tiền gửi đến chị quý vị nhà mình là 216 triệu đồng. Tư nhân chính chủ Hải Dương nhé, 34 Hải Dương 4 mùa không ngập lụt này. La răng đúc tam 4 bánh này. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Xin nhan trên gương, đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Lốp láp đẹp, sơn xi rất đẹp, nội thất ghế da hai chiều nóng lạnh, rét buốt luôn. 216 triệu đồng, giá còn bớt sâu cho anh chị quý vị một sản phẩm này nhé. Vâng, chào bác Anh Ngọc, chào bác Gốc Huy Thủy này, chào bác Thanh Hiền, chào bác Tạ Văn Tình, chào tất cả những khách hàng thân thương đang xem buổi livestream nhé. Cảm ơn anh chị quý vị rất là nhiều này. Thời gian qua vào khung giờ 8:30 này vẫn theo dõi cho ô tô đầu mối Hải Dương em ạ. Cảm ơn gia đình rất là nhiều. Cảnh mẫu Toyota Vios 2010 vừa rồi đây. Tiếp theo đây, La Chetti 207, 140 triệu đồng. Sedan 2 đầu này, đấy. Tránh mưa, tránh nắng, tập lái, di chuyển đi chơi cho gia đình mình nhá. 140 triệu đồng, la răng đúc, lốp láp đẹp, đây. Đấy, la răng đúc, lốp láp đẹp, sơn xi thì còn chất. Nội thất ghế da theo xe. Đấy, vô lăng 3 chấu này. Đấy, em xin quay nội thất bên trong đây. 140 triệu đồng, đấy, mình tham khảo giùm em này. Cạnh chiếc La Chetti 2008 rồi. Tiếp theo đây này, một chiếc xe số động nhỏ gọn cho gia đình mình cùng tham khảo đây. Kia Morning bản SLX nhập Hàn nguyên chiếc nhá. Máy eco vô cùng tiết kiệm nguyên liệu, 235 triệu đồng. 235 triệu đồng gia đình ạ. Mang nước sơn màu xanh kiểu long này. Đấy, la răng đúc có phanh đi ABS này. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xòe điện này.
tay nắm cửa, viền chân kính, vẹt xe mưa thì đẹp lốc đây. Đấy, rất đẹp luôn. 235 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng này. Cam nồi cam hành trình thì có sẵn này. Hai mắt cảm biến nồi chống va chạm phía sau. Đấy, tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi biển 29 Hà Nội thủ đô đây. Đấy, cốp cáp thì hatchback vừa đủ của một chiếc xe một đầu nhá. Phục vụ được mọi nhu cầu gia đình nhà mình. 235 triệu đồng. Bao rút hồ sơ gia đình nhà mình nhá. Ơ thì về bác là lại hỏi Kia Morning tầm 150 triệu này. Đây. Kia Morning tầm 150 triệu đây. Để em chào bác Văn Ngô Lam, cho em xem con xe màu xanh đi. Ok, tư vấn nhiệt tình. Chào bác, mê độ xe có Fortuner không? Bên em có một chiếc Fortuner nhá. Có một chiếc Fortuner 208 này. Trước thì hôm nay tạm thời đi công vụ nhá. Anh nhắn tin trực tiếp qua fanpage em đi. Sau buổi livestream này em sẽ gửi cho anh hình ảnh video trực tiếp của con Fortuner nhá. Cảm ơn anh chị Quý Bình rất là nhiều này. Vâng, chào bác Trần Trung Kiên, rất nhiều xe đẹp, tư vấn nhiệt tình. Vâng, ok, cảm ơn bác Trần Trung Kiên rất là nhiều này. Cho Thanh Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đấy bác Trần Trung Kiên ơi. Tham khảo dùm Thanh Tùng vài mẫu đi. Cô tham khảo dùm cho ô tô đầu mối Hải Dương vài mẫu đi bác Trần Trung Kiên ơi. Đây, cho xem lại con màu xanh đi. Đây, xem lại con màu xanh đấy bác ơi. Kia Morning bản SLX này, bản đủ full kịch này, 2010. Đăng ký là bánh năm 2013 nhá, nước sơn màu xanh này. Đấy, tham khảo dùm em này. Xin nhan thì tích hợp trên gương này đấy. Gương kính cụp xòe điện này. Em xin quay vào nội thất bên trong cho bác cùng quan sát nhé. Nội thất ghế da màu be đây. Và màu lâu đến rất đẹp luôn. Tông màu vô cùng lẹt nã, vô cùng hài hòa này. Vô lăng 4 chấu, tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng này. Cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. 235 triệu đồng. Đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy. Bác nào mà vừa bình luận với em là xem lại con Morning xanh này, nhắn tin trực tiếp qua fanpage với em đi. Sau buổi livestream này em sẽ gửi hình ảnh và video review con này một cách chi tiết nhất cho bác nhé. Đấy, nội thất bên trong ghế da theo xe rất là đẹp luôn. Đấy, cửa đóng thì vô cùng chắc chắn này. 235 triệu đồng, giá còn bớt còn thương lượng được ạ. Chào bác Trung Lê Quang, chào Nguyễn, bác Nguyễn Lam Anh này. Chào bác Mạnh Nguyễn, chào bác Bông Võ này. Chào toàn thể anh chị quý vị mình. Đây, bác nào mà vừa hỏi em Kia Morning tầm 150 triệu đây. Tham khảo tiếp giùm em nhé. Đây, em giới thiệu lại này. Kia Morning 2010. Đăng ký là bánh năm 2014 để tư nhân chính chủ đây. La răng đúc lốp láp đẹp sơn si chất. Đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm đến tháng 10 25/2022 này đấy. 150 triệu cho anh chị quý vị mình cùng tham khảo nhé. Ok, có Morning đỏ nhá đây. Sau con này thì giới thiệu lại con Morning đỏ này. Đấy, con Morning đỏ hôm nay khá nhiều bác quan tâm nhá. Mong là trong vòng đêm nay hoặc ngày mai thôi thì sẽ chốt cho anh chị quý vị nhà mình chiếc Morning đỏ nhá. Một sản phẩm vô cùng đẹp đấy gia đình ạ. Đấy, 150 triệu đồng này. Đấy, có Morning nhập nhá. Tham khảo giúp em chiếc này đi gia đình ơi. Đây, Morning đỏ đây. Tiếp tục cái Morning đỏ nhá. Kia Morning 216 màu đỏ đây. 1.25 số sàn 4 máy. 200 triệu đồng gửi đến gia đình nhà mình này. La răng đúc lốp lóp đẹp sơn si chất này. Đấy, đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm đến tháng 10/25/2022. Đấy, rất là đẹp luôn. Thì bên góc này này, em đang giới thiệu khá nhiều sản phẩm này. Em sang bên phía cánh bên này đi. Đấy, tiếp tục tham khảo cho anh chị quý mình những đầu sản phẩm đang có bên em này. Cả nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay, có những thắc mắc gì về xe cộ này cũng như giá cả, thủ tục mua bán, để lại bình luận dưới phần comment em tư vấn này. Bên em thì vẫn hỗ trợ trả góp này cũng như ship xe cho anh chị quý vị mình trong vòng 100 km thì miễn phí không lấy tiền nhé. Trong 100 km miễn phí không lấy tiền này. Hỗ trợ tối đa là 70% giá trị của xe. Đấy, nhà mình cũng tham khảo giùm em những chiếc xe đi nhá. Cảm ơn chị quý vị rất là nhiều ạ. Toyota Vios bản E này thì review rồi này, báo giá rồi này. Cạnh Toyota Vios bản E 245 triệu màu đen. Giới thiệu anh chị quý vị mình Genta X màu đỏ đôi đi. Màu đỏ đôi rất là đẹp luôn. Đấy, một mẫu, một cái màu này rất đẹp và rất là khó kiếm này. Xe được sản xuất năm 2010, đăng ký là bánh năm 2012 này. Động cơ 1.2 số tự động. Đấy, đăng ký 5 chỗ ngồi tư nhân chính chủ ấy. 34A Chí Linh Hải Dương nhá. La răng đúc lốp đáp đẹp, có phanh đĩa ABS này. Đăng kiểm thì còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 10/2022. Đấy, sấy gương, sấy ghế, sấy kính đủ cả rồi. 228 triệu đồng. Cả option cửa sổ trời trên cao đây. Vô cùng thể thao, vô cùng đẹp nhá. Tham khảo giùm em chiếc này gia đình ơi.
Đấy, đằng sau đây xin báo giá anh chị quý vị nhà mình ba sản phẩm dưới 200 triệu đồng nhá. Hai chiếc sedan đây, Nacity 207 208 này. Đồng giá 150 triệu đồng cho mình cùng tham khảo ạ. 150 triệu đồng Nacity 2007 1.5 số sàn này. 2008 đăng ký 2010 được chiếc Nacity nhá. 150 triệu đồng. La răng đúc lốp lắp đẹp sơn xi chất này. Tay lắm cửa viền chân kính ốp gương thì được bọc lốp rồi. Tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang này, đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 này. Đấy, anh chị quý vị nào mà đang quan tâm một mẫu sedan hay đầu này. Đấy, tầm tiền dưới 200 này, tập lái, tránh mưa tránh nắng này, di chuyển đi chơi. Tham khảo rồi mang hai chiếc này đi gia đình ơi. 207, 208 đồng giá là 150 triệu đồng ạ. Cạnh hai mẫu 5 chỗ vừa rồi. Tiếp theo đây một mẫu Vivante tư nhân chính chủ Hải Dương đây. 186 triệu đồng gửi đến gia đình nhà mình nhá. Đây 186 triệu đồng đây. 7 chỗ phân khúc dạng vừa đây. La răng đúc lốp lắp đẹp sơn xi chất 2.2 số sàn. Đăng kiểm còn rất là dài này. Đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Máy số keo chỉ nội thất thì còn zin nhá. 186 triệu đồng này, giá còn bớt sâu còn thương lượng được thêm cho gia đình nhà mình ạ. Tiếp tục đây lại là Toyota Vios nhá. Toyota Vios 2010 màu đen là mình cùng tham khảo dùm em ạ. Xe này mang biển tư nhân 30 Hà Nội phố đây, chính chủ này không dịch vụ taxi. La răng đúc tăm 4 bánh, lốp lát thì còn đẹp đây. Cặp đèn pha này, trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Xin nhan trên gương 195 triệu đồng. Toyota Vios 2010 cho chị quý mình cùng tham khảo nhá. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi, cột keo thì còn zin này. Gầm bệ chắc chắn không một mọt. Tay lắm cửa viền chân kính này thì được bọc lốp rất đẹp rồi. Điểm nhấn trên tông màu đen đây. 195 triệu đồng. Giá còn có thể thương lượng được thêm cho anh chị của mình ạ. Vâng, chào bác Mai Thu, chào bác Tới Nguyễn này, chào bác Đinh Hưu Nghệ, chào bác Thanh Hiền, chào bác Mạnh Nguyễn, chào bác Vông Võ. Chào toàn thể anh chị quý mình. Vâng, cảm ơn anh chị quý mình đang xem buổi live stream ngày hôm nay ạ. Còn những thư vấn, còn những thắc mắc gì này, để lại dưới phần bình luận cho em đi. Hoặc là có những đóng góp và ý kiến gì cũng để lại dưới phần bình luận cho em. Đấy, mọi ý kiến đóng góp cho gia đình mình em vô cùng cảm ơn nhé. Đây, tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý mình 3 mẫu Hyundai Grand i10 nhé. 3 mẫu Hyundai Grand i10 này, bên em đang có này. 2 chiếc bản đủ full kịch này và 1 chiếc bản tiêu chuẩn nhé. Gia đình mình này, phù hợp với tầm tiền nào này, phù hợp với công năng sử dụng như nào này, cần đến bản đủ hay là bản tiêu chuẩn, tham khảo rồi em 3 mẫu cuối cùng của cháu ô tô đầu mối Hải Dương đi. 86 mẫu xe em đã giới thiệu gia đình rồi. Đấy, ưng ý mẫu nào để lại bình luận, để lại comment cũng như nhắn tin trực tiếp qua Facebook em để được tư vấn sâu hơn nhé, gửi những hình ảnh, những video review trực tiếp ạ. Hyundai Grand i10 2014 đăng ký là bánh 2015 này. Đấy, tư nhân chính chủ Hà Nội đây, với lớp sơn màu xám bạc rất đẹp. La răng đúc lốp lắp chất này, có trang bị phanh đĩa chống bó cứng ABS. Hai bánh sau thì được hỗ trợ phanh tăng chống này. Xin nhan dạng Mỹ, tích hợp trên gương, gương kính cụp xoay điện. Đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. 240 triệu đồng cho gia đình mình cùng quan sát nhé. Vô lăng 3 chấu, tích hợp túi khí toàn trên vô lăng này. Có đề lỏ sò ta tốp này. 240 triệu đồng. Màn hình OLED cỡ lớn phục vụ mọi nhu cầu gia đình nhà mình. Xem phim, nghe nhạc, đọc báo cũng như check map khi đang di chuyển nhé. 240 triệu đồng, bao rút hồ sơ. Đấy, cạnh chiếc bản đồ đây, biển 30A13376 này. Tiếp tục là một chiếc Hyundai Grand i10 bản đồ nhá. Đây, tiếp tục lại bản đồ này. Công năng y xìn trước kia giá tương đương hơn, 240 triệu. 1.0 số sàn 5 chỗ ngồi. La răng đúc lốp lắp chất, có phanh đĩa chống bó cứng ABS option vô cùng an toàn. Cam nồi cam hành trình đầy đủ rồi. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xoay điện này, 240 triệu này. Đấy, còn chiếc bản bay bản tiêu chuẩn này, tham khảo dùm em tí gia đình ơi. 195 triệu đồng. Đăng ký vào năm bánh năm 2014 này. 1.0 số sàn, 195 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng được nhá. Đây em xin di chuyển xem còn sót đầu sản phẩm nào không để tiếp tục tư vấn cho anh chị quý vị nhà mình. Đây đầu này tư vấn rồi này. Vivante 208 này, chiếc này là 158 triệu đồng này. Nacity Cedric 255 triệu đồng này. Đây, bán tải đúng rồi, sót chiếc bán tải này. Flanker 2 cầu máy dầu vua của dòng bán tải đây, nhà mình cùng tham khảo giùm em này. 2.2 số sàn.
6 cấp số tiến, 1 cấp số lùi. Bản đồ phun kịch SLT này, đấy, SLT nhá. Xe được sản xuất năm 2014, đăng ký vào năm 2015. Đấy, 2.2, 2 cầu máy dầu. Siêu trường, siêu trọng, vua bán tải này. Anh chị quý vị mà đang chọn, muốn chọn cho mình một chiếc xe này vừa di chuyển gia đình này, đấy, vừa hàng hóa nhá, tham khảo giùm em chiếc này. Bản đồ phun kịch này, la xăng đúc, có phanh DFS này. Vô lăng tích hợp túi khí, các nút điều khiển đây. Đấy, đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Giá còn bớt, còn thương lượng gia đình mình ạ. Vâng, thì vừa rồi em cũng đã quay hết một vòng chợ ô tô đầu mối Hải Dương, 86 lô sản phẩm để gửi đến gia đình mình nhá. Mọi thông tin và thắc mắc gì gọi trực tiếp qua hai số Zalo đây trên màn hình này, 0347 701 777 và 0343 540 999, hoặc gia đình nhà mình ai gần đến trực tiếp chợ ô tô đầu mối Hải Dương, địa chỉ Nam Trung Nam Sách Hải Dương, gần cây xăng Minh Nhập số 2 để xem xe và chạy thử xe miễn phí ạ. Xin chào, hẹn gặp lại gia đình mình. Muốn tìm xe hay thì gặp ngay Thanh Tùng chạy ô tô đầu mối Hải Dương nhé. Chúc gia đình mình tẹo lưỡi xem một giấc ngủ ngon này, để ngày mai vào công việc một cách ok nhất ạ. Xin chào gia đình mình ạ.